tay không à? Hai kỳ à, hai kỳ à.
là bác nông dân đang cắt cỏ. Giữa đồng mà có một chùm hoa giấy, cái này phải gọi là một lùm hoa giấy luôn các bạn. Mà mình thì rất thích hoa giấy, mình phải quay hoa giấy thôi. Và anh cứ tiếp tục đi theo dẫn mình. Ba thanh niên đã kéo lên đụng ở bên đây rồi. Đã sắp dài các bạn, chuẩn bị mình qua mình xem cá nhiều ít đây. Chuyện dính xịn cho cái nón mình nha. Đây thì mình